bạn đang nghe chuyện siêu cấp phản diện thuộc thể loại xuyên không hài hước trên cục tác audio entertainment Chúc bạn vui vẻ, nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh có thêm động lực ra nhiều video mới phục vụ các bạn nhé. Chương 289: Phương ứng nói đùa, cảnh giới Hậu Thiên đỉnh phong, mặc dù đối với Phương ứng mà nói thì không tính là gì, nhưng mà đối với Tiêu cục Phi ưng mà nói, mấy trăm người trong toàn bộ Tiêu cục cũng chỉ có không đến 10 võ giả như vậy, hơn nữa đều là tiêu đầu, là nhân vật trung kiên của Tiêu cục Phi ưng cũng miễn cưỡng được tính là cao tầng. Kết quả là đám người xếp hàng ở trước cửa có tới 200 người. Hơn nữa đều mặc một thân trang bị cao cấp, thậm chí là ngay cả trang bị của bản thân Phương ứng cũng chỉ tốt hơn một chút với đám người kia, mà còn chỉ là tốt hơn một chút xíu. Gặp quỷ, đám người này là ai? Ngay vào thời điểm Phương ứng bị dọa đến ngây người, gã sai vặt đi theo hắn thì ưỡn ngực, trực tiếp đứng dậy lớn tiếng nói các ngươi đến tột cùng là ai lại dám vây khốn tiêu cục phi ưng chúng ta không biết sự lợi hại của tiêu cục phi ưng chúng ta hay sao hừ có tin là lão gia nhà ta sẽ ối nói cái gì vậy tiểu tử thối phương ứng lập tức kinh hãi vội vàng và cho gã sai vặt một phát lão gia tên tiểu tử thúi ngươi còn chưa chịu câm miệng nhưng thế nhưng lão gia là võ giả tiên thiên a à. Hơn nữa vừa rồi lão gia đã nói là muốn biểu hiện ra bá khí của tiêu cục phi ưng chúng ta. Bá cái đầu của ngươi." Phương ứng lại chuyển tay tát một cái, hận không thể trực tiếp đánh chết gã sai vặt không có một chút nhãn lực này, đi theo hắn lâu như vậy rồi, làm sao ngay cả một chút bản sự mượn gió bẻ măng, bắt nạt kẻ yếu cũng đều không học được. Không nhìn thấy được đám người này tỏ rõ là rất có bối cảnh hay sao? hơn nữa nhiều người như vậy tất cả đều là võ giả hậu thiên đỉnh phong, chỉ sợ cũng chỉ có dạng đại thế lực ở ung châu đạo như tiêu gia, hoặc là tam anh hội, thanh long trang, tiêu cục liệt dương mới có thể cầm ra được, lúc này còn muốn bá khí cái rắm Quay đầu, trên mặt của phương ứng liền mang theo nụ cười sán lạn. Các vị đại gia, các vị là, ầm ầm, binh sĩ bao vây không nói gì, mà đều yên lặng tản ra, đồng thời rộng chiến mâu xuống đất, phát ra âm thanh trầm trọng vang vọng, một thất ngựa cao to chậm rãi đi ra từ trong đám người, ở phía trên thì có một đạo thân ảnh nhỏ nhắn, huyết khí ngất trời giống như thái sơn áp đỉnh vậy, vò thẳng về phía phương ứng, sau khi cảm ứng được khí tức của đối phương, nụ cười ở trên mặt của phương ứng càng thêm nịnh nọt. Vị đại nhân này, không biết tiểu nhân đã làm gì quấy nhiễu đến đại nhân hoặc là đại nhân có chuyện gì cần tiểu nhân làm xin yên tâm tiểu nhân nhất định sẽ xông pha khói lửa tuyệt không chối từ đại nhân hắc 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 ngồi trên lưng ngựa dương xuân nghiêng đầu một chút nhẹ nhàng cười một tiếng tiêu cục phi ưng ta thế nhưng là rất quen thuộc với cái tên này nha quen thuộc trong lòng của phương ứng vui vẻ tiểu thế lực của hắn lại còn có thể lọt vào mắt của vị đại nhân đối diện thật là quá tốt nhưng mà câu nói tiếp theo của dương xuân lại khiến cho phương ứng giống như rơi xuống hầm băng ta nhớ được lúc trước cái thế lực đầu tiên rời khỏi tiêu thành dẫn đến vô số thế lực ở tiêu thành tranh nhau trốn chạy chính là tiêu cục phi ưng a à. cái quỷ gì trong cái chớp nhoáng này phương ứng liền biến sắc chuyện này đại nhân ta cũng không hiểu được ý tứ của ngài phương ứng vừa cười trừ vừa lộ ra bộ dáng rất là nịnh nọt nhưng ở trong ánh mắt nhìn Dương Xuân lại tràn đầy sự kinh khủng, dường như là đã nghĩ ra được điều gì vậy. Không hiểu, Dương Xuân mỉm cười, thản nhiên nói ra, không hiểu cũng không có quan hệ, rất nhanh người sẽ hiểu, sau đó Dương Xuân liền đưa tay, vung xuống, trong chớp mắt, 200 binh sĩ chung quanh lập tức bạo phát ra khí thức của bản thân. Tu vi cảnh giới hậu thiên đăng phong tạo cực mặc dù kém xa tít tắp phương ứng, nhưng vào thời khắc này lại bạo phát ra toàn bộ, cỗ sát khí ngập trời kia liền khiến cho phương ứng hoàn toàn biến sắc. Vị đại nhân này, vị đại nhân này, tha mạng, tha mạng A. Mắt thấy tình hình chiến đấu đã trở nên hết sức căng thẳng, phương ứng liền lập tức té quỵ trên đất, vậy mà không có một chút tôn nghiêm nào của võ giả cảnh giới luyện khí hóa thần, liền quỳ xuống cầu xin tha thứ Dương Xuân, đối với chuyện này Dương Xuân chỉ khinh thường cười một tiếng. Tiêu cục phi ưng, nói thật vào thời điểm các ngươi là thế lực đầu tiên chạy ra khỏi tiêu thành, ta đã đặc biệt muốn chặn lại toàn bộ các ngươi, sau đó chém đầu thị chúng, nhưng đáng tiếc là không có người ủng hộ, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, bất quá lần này có thể ngoài ý muốn phát hiện ra ngươi ở ung châu đảo, ta thế nhưng là tương đối vui mừng đây. Dương Xuân ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc dù dáng người vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như cũ, nhưng lại không có một chút bộ dáng hồn nhiên nào như ở trước mặt của trần khuynh địch ngược lại còn tràn đầy bá khí khí thế cường thịnh ngập trời kia càng là hóa thành một cột khí ngút trời giống như cuồng long xông thẳng lên thiên khung làm cho toàn bộ người ở trong phong diệp thành đều cảm thấy bất an tràn ngập sợ hãi mà nhìn nàng truyền mệnh lệnh của ta dương xuân vung tay lên lạnh giọng nói ra tiêu cục phi ưng cấu kết với ma giáo tây vực có ý đồ làm loạn võ lâm ung châu đạo, hiện tại đã bị người hành tẩu trong thiên hạ của thuần dương cung phát hiện ra, chiêu cáo võ lâm, hành quyết tại chỗ. Cái gì, sắc mặt của phương ứng hoàn toàn thay đổi, lạnh lùng quát lớn, người không nên quá phận. Người dựa vào cái gì mà nói tiêu cục phi ưng chúng ta cấu kết với ma giáo Tây Vực. Tiêu cục phi ưng chúng ta chính là võ lâm chính đạo. Càng là thế lực phụ thuộc tiêu gia, năm đó tiêu gia lấy sức một mình ngăn cản Tây vực tiến vào Trung Nguyên, là công tích vĩ đại bực nào. Tiêu cục phi ưng chúng ta thân làm bộ hạ của tiêu gia, xưa nay đều là lấy hiệp nghĩa chính đạo để hành động. Đã làm qua loại chuyện bại hoại kia vào lúc nào? Ha ha, nói thật, Dương Xuân cũng đều bị tức cười vì cái hành động không biết xấu hổ này của phương ứng. Tiêu gia chẳng hiểu vì sao tên gia hỏa này cho đến bây giờ vẫn còn có mặt mũi nói ra hai chữ tiêu gia này. Lại còn võ lâm chính đạo, chính đạo cái đầu của ngươi. Dương Xuân trực tiếp lấy ra một phần hồ sơ từ trong túi chữ vật ném tới trước mặt của phương ứng, sau đó lớn tiếng nói, ta thân làm đệ tử thuần Dương cung tiếp nhận báo cáo nạc danh của người hảo tâm, Phát hiện ra tiêu cục phi ưng trên thực tế đã âm thầm cấu kết với bái hỏa ma giáo, có ý đổ làm loạn võ lâm trung nguyên. Tội ác tài trời, cái này, cái này, cái này, cái này. Phương ứng kém chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi, cái gì là báo cáo nặc danh của người hảo tâm, bản thân hắn cấu kết với ma giáo tây vực. Hảo tâm cái đầu của ngươi, đó là cái quỷ gì? Đây chính là vụ oan hãm hại quang minh chính đại gặp quỷ, cho tới bây giờ đều là hắn làm loại chuyện này, hôm nay thế mà bị người khác coi là đối tượng để hãm hại. Còn là dùng phương pháp vô sỉ như vậy. chương 290, làm rất tốt, người đây là đang vu hãm. Vu hãm, nói năng bậy bạ, Dương Xuân cười lạnh một tiếng nói, đối phó với loại người như ngươi, không cần phải phiền toái như vậy. Ta nói ngươi cấu kết với ma giáo, thì chính là cấu kết với ma giáo dương xuân cũng không phải là loại người cổ hủ chứng cứ chứng cứ là rất trọng yếu hay sao dù sao thì cái tiêu cục phi ưng này cũng không phải là đồ vật gì tốt lại vừa vặn bị đoàn người dương xuân lựa chọn làm đối tượng để động thủ lần này dương xuân đi tới đây không phải là để giảng đạo lý mà là đến để tịch thu tài sản và giết cả nhà đây chính là một bước để làm tan dã thế lực của tiêu gia đã như vậy còn cần phải giảng chứng cứ gì ta nói ngươi làm chính là ngươi làm không có làm cũng phải trở thành làm giết dương xuân vung tay lên hai trăm võ giả hậu thiên dưới trướng lập tức liều chết sung phong về phía tiêu cục phi ưng cho dù là có một vị võ giả luyện khí hóa thần đứng ở cửa như phương ứng bọn họ cũng không có một chút do dự mà dương xuân càng là cười lạnh từng tiếng Nàng vào thời điểm ở tiêu thành chính là rất gai mắt với những thế lực nhát như chuột chết này. Huống chi sự tình tiêu cục phi ưng ở Phong Diệp thành còn bắt nạt đàn ông và phụ nữ, làm mưa làm gió, nàng cũng đã biết qua, cho nên bất kể là xuất phát từ tư tâm hay là đại nghĩa, hôm nay nàng chắc chắn sẽ tiêu diệt tiêu cục phi ưng. Tà ma, ngươi là tà ma." Phương Ứng nhìn binh sĩ xông tới giống như thủy triều, Hoảng sợ hét lớn, ngươi thế mà dám làm như thế. Chẳng lẽ ngươi không sợ tiêu gia hay sao? Tiêu cục phi ưng chúng ta hiện tại thế nhưng là được tiêu gia bảo hộ. Diệt tiêu cục phi ưng chúng ta, các ngươi cũng sẽ không thể trốn thoát. Tiêu gia thế nhưng là có một vị võ đạo tông sư. Ồ, ngươi thật sự cho rằng người của tiêu gia sẽ quản loại thế lực này như ngươi. Chớ quên, ngươi là đi ra từ tiêu thành. Dương Xuân biến mất ở bên trên con ngựa cao to, một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt của phương ứng, hướng về phía hắn lắc lắc đầu, đám phản nghịch tiêu nguyên thần kia, đều không ngoại lệ tràn đầy oán hận đối với các thế lực ở bên trong tiêu thành, mà tiêu cục phi ưng, vừa lúc lại chính là thế lực ở bên trong tiêu thành. Thế lực như vậy, tiêu gia sẽ vì lợi ích tạm thời mà tha cho bọn hắn một mạng, nhưng nếu vì bọn hắn mà sống mái với Dương Xuân, Tuyệt đối là không có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà Tiêu Cục Phi Ưng lại bị mấy người Dương Xuân lựa chọn. Nói một cách khác, Tiêu Cục Phi Ưng đã không cứu nổi. Vừa dứt lời, Dương Xuân cũng không tiếp tục dây dưa với Phương ứng nữa, ngay cả hổ phách đao cũng đều không có rút ra, mà trực tiếp đưa tay đấm ra một quyền, Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền diễn hóa thành Đại Uy Thiên Long La Hán, mang theo vô tận lực lượng đánh tới phương ứng căn bản là ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có liền trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài ven đường mang theo một mảnh máu tươi sau đó đập ầm ầm vào bên trong vách tường tiêu cục phi ưng ngoẹo đầu không còn khí tức bị một quyền này đấm chết đại nhân ở bên trong tiêu cục phi ưng có trên dưới mấy trăm người có cần phải giết sạch hay sao một binh sĩ mặc thiết giáp chạy đến bên cạnh dương xuân thấp giọng nói ra mà Dương Xuân thì nhíu nhíu mày. Sau khi do dự một chút, Dương Xuân liền quả quyết nói ra tiêu cục phi ưng làm hại phong Diệp Thành, nếu như thật sự là tiêu sư có lương chi, dù là không phản kháng, cũng sẽ lựa chọn áp tiêu, tối thiểu cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ ta đều đã điều tra những người lưu lại ở tiêu cục phi ưng, tất cả đều là những kẻ làm mưa làm gió ngày thường, toàn là kẻ vô sỉ, không cần phải nương tay. Tiêu cục phi ưng, những tiêu sư đang áp tải hàng thì sẽ không truy cứu, nhưng hôm nay chỉ cần là người ở trong tiêu cục, vậy thì đều không ngoại lệ, giết sạch toàn bộ. Hỏa táng toàn bộ thi thể, một người cũng không để lại. Chỉ một thoáng, huyết khí ở bên trong tiêu cục phi ưng liền sông lên tận trời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không rứt ở bên tai. Mà thẳng đến khi đoàn người Dương Xuân tiêu diệt tiêu cục phi ưng, sau khi thu thập đủ loại vàng bạc, tài nguyên tu luyện ở trong tiêu cục và rời đi rất xa. Một số võ giả ở trong phong diệp thành mới dám tới gần mảnh khu vực tràn ngập mùi máu tươi kia, đẩy cánh cửa khóa chặt của tiêu cục phi ưng, mà ở bên trong, chỉ còn lại cho tàn. Chỉ là một trận chiến này, hung danh của Dương Xuân Thuần Dương Cung đã được thành lập ngay tại võ Lâm Ung Châu Đảo. Sự tình của tiêu cục phi ưng rất nhanh liền truyền đến trong tai của tiêu gia, thậm chí là còn vào trong tai của các đại thế lực ở chung quanh. Vào lúc sớm nhất, ý nghĩ của các đại thế lực đều là nhất trí, loại hành vi này của Dương Xuân không thể nghi ngờ là đang chọc khóe tiêu gia. Tiêu gia tuyệt đối sẽ không có khả năng ngồi yên không để ý. Nhưng trên thực tế, tiêu cục phi ưng, ta làm sao lại có một chút ấn tượng, dường như là thế lực lúc trước ở tiêu thành A, làm sao? Nó đã bị người ta tiêu diệt làm rất tốt. Lúc trước ta đã dự định dứt khoát diệt đi những thế lực đã trốn ra từ tiêu thành, nếu không phải là gia chủ không đồng ý, không cần Dương Xuân cái gì đó động thủ, ta cũng đều muốn tự tay diệt bọn hắn. Đây là thanh âm trong nội bộ tiêu gia sau khi nhận được tin tức. Oán niệm của đệ tử tiêu gia bị giam cầm ở trong tiêu thành hơn 400 năm là phi thường đáng sợ, huống chi những người không có oán niệm hoặc là thủ vững tín niệm, hoặc là hy sinh ở Tiêu Thành, tắm máu xa trường, hoặc là đi theo Trần Quynh địch tạm thời đặt chân ở Thuần Dương Cung. Mà lúc này người ở bên trong Tiêu Gia Ung Châu Đạo, không ngoại lệ tất cả đều là hết sức tị hiểm đối với hai chữ Tiêu Thành này, thậm chí nghe nói vào thời điểm Tiêu Nguyên Thần định đổi tên Phi Long Thành thành Tiêu Thành, trong Tiêu Gia cũng đã có không ít người đưa ra ý kiến phản đối. Nguyên nhân thì chính là không muốn nghe tới hai chữ này nữa. Cho nên Tiêu gia đối với sự tình Tiêu cục Phi Ưng bị diệt môn, biểu hiện ra vẻ vô cùng lạnh lùng, có thể nói là không thèm để ý một chút nào. Mà đại trưởng lão Tiêu Lâm thân ở dưới bầu không khí như thế này, với tính cách trầm ổn cũng khiến cho hắn không làm ra cử động quá khích nào. Cho nên một màn khiến cho vô số thế lực mở rộng tầm mắt đã xảy ra, rõ ràng chuyện Tiêu cục Phi Ưng bị diệt môn là một cái tát vào mặt của Tiêu gia. Nhưng Tiêu gia lại không có một chút phản ứng nào, thậm chí ngay cả một câu trách móc cũng không có, phảng phất như căn bản là không hề có cái Tiêu cục Phi Ưng này vậy. Loại đối xử vô tình cùng với lạnh lùng này của Tiêu gia không chỉ làm rung động những thế lực đối địch kia, mà ngay cả rất nhiều thế lực dưới trướng Tiêu gia cũng đều sinh ra hàn ý ở trong lòng, bọn họ cũng không biết được quan hệ giữa Tiêu cục Phi Ưng cùng với Tiêu gia, bọn họ chỉ biết là tiêu cục phi ưng xem như là tiểu đệ của tiêu gia cũng đều đã bị diệt môn, mà tiêu gia thân làm đại ca lại không có một chút phản ứng nào. Ngay cả việc bảo hộ tiểu đệ nhà mình cũng đều làm không được, vậy còn cần đại ca như ngươi để làm gì? Bạn đang nghe chuyện siêu cấp phản diện thuộc thể loại xuyên không, hài hước trên cục tác audio entertainment. Chúc bạn vui vẻ nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh có thêm động lực ra nhiều video mới phục vụ các bạn nhé. chương 291, Lộ răng Nanh mà nếu như nói tin tức tiêu cục phi ưng bị diệt môn mà tiêu gia lại không nhúc nhích chỉ khiến cho các thế lực dưới trướng của tiêu gia cảm thấy ớn lạnh, vậy tin tức truyền đến kế tiếp lại khiến cho những thế lực này hoàn toàn sợ đến mức choáng váng. Truyền quân lệnh của ta, giết, Trần Tiêm Tiêm xuất quân bao vây Lạc Nguyệt Tông cũng là một thế lực đã rời khỏi tiêu thành ngày xưa, 200 võ giả hậu thiên đỉnh phong cùng nhau tiến lên, cao tầng của Lạc Nguyệt Tông bị tàn sát toàn bộ, chỉ còn lại đệ tử phổ thông là được bỏ qua, mà Tông chủ Lạc Nguyệt Tông có tu vi cảnh giới luyện khí hóa thần thì là bị Trần Tiêm Tiêm dùng ba quyền đánh chết ngay tại chỗ ở trên quảng trường Lạc Nguyệt Tông. Một người cũng không để lại, chu diệt cả nhà. Lạc tương tư xuất quân bao vây thần võ môn đã chạy trốn ra khỏi tiêu thành vào lúc trước, dựa vào thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa thiên hạ vô song, nàng đơn thương độc mã giết vào bên trong thần võ môn, những nơi đi qua gió táp mưa xa, âm thanh đao kiếm vang vọng, vô số đệ tử thần võ môn bị miểu sát, môn chủ thần võ môn có tu vi cảnh giới luyện thần phản hư thì bị nàng đốt thành cho bụi, hài cốt cũng không còn. Ta chỉ giết kẻ đầu đảng thủ ác, người nào đầu hàng có thể miễn tội chết nhưng tội sống thì khó tha lưu ra mà doanh phượng tiên xuất quân bao vây cũng là thế lực trốn ra từ tiêu thành ngày xưa âm dương nhãn thần bí khó lường ánh mắt của nàng đi đến chỗ nào tất cả mọi người liền ngã xuống đất tinh thần tan vỡ mà chết lưu ra từ trên xuống dưới toàn bộ những người dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại đều bị giết người đầu hàng sau khi bị phế võ công thì được thả rời đi mà gia chủ Lưu gia có tu vi cảnh giới luyện khí hóa thần thì bị Doanh Phượng Tiên vận dụng âm dương nhãn diễn hóa thần quang trắng đen, xuyên thủng trái tim, đánh chết ở ngay trên cửa đại viện Lưu gia. Đến đây, ở trong phạm vi thế lực của Tiêu gia, bốn thế lực có quan hệ đến Tiêu Thành ngày xưa đã bị tiêu diệt toàn bộ. Những thế lực này kỳ thật đều là đi theo Tiêu Cục Phi ưng lúc đầu đào vong đến Ung Châu Đạo sau khi tiêu gia đến cũng là không nói hai lời liền đầu hàng tiêu gia, trở thành chó săn của tiêu gia, nhưng bây giờ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị bốn nữ chia ra đánh tan, tịch biên gia sản, xét nhà diệt môn. Trong đó lạc tương tư là có sát tính nặng nhất, ba người dương xuân, trần tiêm tiêm, doanh phượng tiên hoặc nhiều hoặc ít còn để lại mấy phần sinh cơ, còn lạc tương tư chính là giết từ đầu tới đuôi, tận mắt nhìn cảnh tượng chiến đấu của nàng, thậm chí còn không dám cho rằng nàng là đệ tử của thuần dương cung người không biết còn tưởng rằng nàng là ma đầu minh giáo nhưng bất kể nói như thế nào điểm giống nhau của bốn cái thế lực này là rất rõ ràng đó chính là tất cả bọn hắn đều là thế lực trốn ra khỏi tiêu thành hơn nữa không ngoại lệ tất cả đều là có bản tính không tốt thường xuyên làm mưa làm gió ở địa bàn của bản thân khiến cho dân tình kêu ca cho nên bốn người Dương Xuân cũng là tìm một cái lý do phi thường thích hợp, các nàng đây là đang báo thù cho lão tổ Tiêu gia chiến tử ở Tiêu Thành ngày xưa, lúc trước chính là do những thế lực này lâm trận bỏ chạy, mới khiến cho lão tổ Tiêu gia chết trận, hơn nữa những thế lực này còn làm mưa làm gió ở địa bàn của mình không có một chút phong phạm chính đạo nào. Các nàng đây là đang trừ hại vì dân, cái lý do này vừa ra không ít thế lực vốn đang bởi vì bốn người Dương Xuân diệt môn bốn phía mà lòng người bàng hoàng đều trở nên bình tĩnh trở lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chúng ta con em mờ sao nó cũng không có quan hệ gì với Tiêu Thành A. Mà những thế lực có quan hệ với Tiêu Thành, ngày bình thường lại còn có hành vi không đứng đắn, thì trực tiếp bị dọa cho sợ vỡ mật, sợ sáng ngày mai vừa thức dậy liền nhìn thấy hổ phách đao của Dương Xuân gác ở trên cổ của mình một lần này đã khiến cho toàn bộ các thế lực ở trong địa bàn của tiêu gia triệt để bạo động, các thế lực không có quan hệ với tiêu thành cũng suy nghĩ lại, không đúng. Mình là không có quan hệ với tiêu thành, nhưng bây giờ lại có quan hệ với tiêu gia A. Vạn nhất bốn người Dương Xuân muốn cá chết lưới rách cùng với tiêu gia, bản thân chẳng phải là sẽ đứng mũi chịu xào hay sao? Mà thế lực có quan hệ cùng với tiêu thành, càng là bị dọa đến mức trực tiếp tuyên bố đoạn tuyệt liên hệ cùng với tiêu gia, sau đó không nói hai lời liền bắt đầu thu thập đồ đạc chuẩn bị đào tẩu, trên đường chạy trốn cũng không nháy mắt một cái. Chuyện này khiến cho tiêu gia được tận mắt thưởng thức một hồi cảm giác của lão tổ tiêu gia ở tiêu thành ngày xưa. Người đi nhà trống, người chạy trà nguội, tiêu thành trước đó vô cùng phồn hoa, bất quá chỉ trong mấy tháng thời gian, thì đã có rất nhiều người lựa chọn thoát đi, mà mấy trăm dặm ở chung quanh tiêu thành, vốn nên là địa bàn của tiêu gia, nhưng cũng có không ít người vạch rõ giới hạn cùng với tiêu gia, phàm là thế lực vẫn đi theo tiêu gia, đều là một số thế lực phản bội trung nguyên như tiêu gia và có đại tội ác. Chuyện này, chuyện này, chuyện này, chuyện này, đáng chết, ba, tiêu lâm thân luôn bình thản, tu thân dưỡng tính từ trước đến nay nổi trận lôi đình, trực tiếp ném chén trà ở trong tay xuống đất. Tại sao lại có thể như vậy? Đáng chết, đám vong ân phụ nghĩa này. Tiêu lâm thân vừa mới chiếm được tin tức, trước đó tiêu gia đi tới ung châu đạo, vì khuếch trương thế lực đã đặc biệt chiêu mộ môn khách, lại có một phần ba người trốn đi trong đêm. Đám vong ân phụ nghĩa này, lúc trước gia nhập vào tiêu gia không biết đã thu của tiêu gia bao nhiêu chỗ tốt, hiện tại liền trở mặt không nhận người trong nháy mắt. Đại trưởng lão, ở bên ngoài bây giờ có lời đồn, nói tiêu ra chúng ta cay nghiệt thiếu tình cảm, căn bản không xứng làm thống soái võ lâm ở ung châu đạo, muốn liên hợp lại thảo phạt chúng ta. Nghe nói người của Thanh Long Trang cùng với tiêu cục liệt dương đã đáp ứng, bọn họ bây giờ đang ở cùng một chỗ với bốn người thuần dương cung kia, đang tập kết ở bên ngoài tiêu thành, có thanh thế phi thường to lớn. Thảo phạt chúng ta, chỉ bằng vào đám ô hợp đó hai mắt của tiêu lâm thân lấp lóe lãnh quang, ẩn ẩn thậm chí còn mang theo vài phần huyết sắc. Vừa vạn, chỉ là bốn tiểu cô nương, liền thực sự muốn đánh bại tiêu gia chúng ta. Nhất định chính là nói si nói mộng, truyền lệnh xuống, tập hợp đủ nhân mã, ta sẽ tự mình xuất thủ, ngoài ra các ngươi cũng hãy thông chi cho gia chủ, lần này là nguy cơ của tiêu gia chúng ta, cũng là kỳ ngộ của tiêu gia chúng ta nhất định phải đánh ra uy nghiêm của tiêu gia một lần nữa. Gia chủ đã nói qua, giang hồ chú ý lợi ích, nhưng càng coi trọng sinh tử hơn. Đám thế lực kia đơn giản chính là cỏ mọc đầu tường mà thôi, thật sự cho rằng tiêu gia chúng ta không trị được bọn hắn. Vâng, sốt cục, sau khi kéo dài hỗn loạn trong 3 tháng, tiêu gia đã lộ ra răng nanh lần đầu tiên. Chương 292, buồn nôn, ở bên ngoài Tiêu Thành, bốn người Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên nhìn tòa Tiêu Thành sau khi được trùng kiến này, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc chán ghét. Không biết có phải là Tiêu Nguyên Thần có sở thích quái dị hay không? Ở bên ngoài tòa tiêu thành mới trùng kiến này có độ tương tự từ tám thành trở lên so với tòa tiêu thành ở Tây Vực ngày xưa. Nhưng chuyện cho tới bây giờ loại độ tương tự này chỉ làm cho bốn nữ cảm thấy buồn nôn thậm chí còn có một loại dục vọng không kịp chờ đợi phá hủy tòa tiêu thành này. Giữ lại cái gọi là tiêu thành này, nhất định chính là đang vũ nhục lão tổ tiêu gia đã chiến tử ở biên cương. Trần Tiêm Tiêm thu hồi lại biểu lộ, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng, mà ở nơi đó thì là các thế lực lớn nhỏ của võ lâm ung châu đạo, trong đó lại lấy thanh long trang cùng với tiêu cục liệt dương cầm đầu, bất quá người cầm lái của hai cái thế lực này, cũng chính là chiến lực hợp đạo tôn giả cũng không có tự mình đi đến đây, thay vào đó thì là người đứng thứ hai có tu vi luyện thần phản hư. Mà ở phía sau hai cái thế lực này, cũng không thiếu thế lực tập trung, từng người đều là lòng đầy căm phẫn, lộ ra bộ dáng có thâm cửu đại hận với Tiêu gia, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ra trong ánh mắt bọn hắn nhìn Tiêu Thành to lớn, tràn đầy dục vọng cùng với tham lam phảng phất như đã bắt đầu tưởng tượng tràng cảnh chia cắt tiêu ra sau này. Nói thật, những cái thế lực này cùng với tiêu thành đối diện đều khiến cho bố nữ cảm thấy buồn nôn. Nhưng hiện tại bọn hắn vẫn còn có chỗ hữu dụng, cho nên lạc tương tư là người đầu tiên lộ ra nụ cười sán lạn, nói chư vị, lần này được mọi người ủng hộ, trừ hại vì võ lâm ung châu đạo cùng với chúng ta, tiêu diệt phản nghịch trung nguyên, u ác tính của võ lâm tiêu gia, thật sự là khiến cho chúng ta cảm động không thôi, ở đây, tương tư cũng đa tả các vị. Đâu có, đâu có, tương tư tiểu thư khách khí rồi, ngài thế nhưng là đại nhân vật của thuần dương cung, chúng ta chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chỉ là đến lúc đó, tài sản của tiêu gia, sau khi nghe được câu nói này, lạc tương tư mặt không đổi sắc nói, đương nhiên. Chúng ta cũng không thể để cho chư vị đi một chuyến uổng công, cho nên lần này tấn công vào Tiêu gia, chư vị có thể tự mình phân phối tất cả tài sản của Tiêu gia, chúng ta sẽ không lấy một phân một hào nào. Xin mọi người hãy yên tâm, Thuần Dương cung chúng ta quyết không nuốt lời. Lời nói này của Lạc Tương Tư vừa ra, biểu tình của tất cả mọi người liền biến đổi, chợt thay đổi ánh mắt, giống như sói đói nhìn về Tiêu Thành ở phía xa. Nếu như nói lúc ban đầu bọn hắn chỉ là đến phất cờ hò reo, đứng ở phía sau trợ hứng mà nói, hiện tại lại không giống, nếu như không thể xông lên trước nhất, đến lúc cướp giật đồ coi như là không có phần của bọn hắn. Hừ, tấn công vào tiêu gia chúng ta, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này, cửa chính tiêu thành ầm ầm mở ra, chỉ thấy một ông lão xuất lĩnh đệ tử tiêu gia cùng với môn khách, có gần một ngàn người chậm rãi đi ra, làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn là, ở phía sau hắn, Hình Linh cũng có bốn vị trưởng lão tiêu gia cảnh giới luyện thần phản ngư, ngoài ra chấp sự cùng với đệ tử tiêu gia cũng có không ít người nắm giữ tu vi cao thâm. Tối thiểu là chỉ về mặt khí thế, tiêu gia quả thực cũng là chiên 50, 50 so với đoàn người Dương Xuân. Đương nhiên, chuyện này cũng là vì nguyên nhân hai đại thế lực Thanh Long Trang cùng với Tiêu cục Liệt Dương xuất công không xuất lực, còn những thế lực còn lại đều là một đám ô hợp. Nhưng dù vậy, cũng có thể nhìn ra nội tình của Tiêu gia. Bất quá khi nhìn thấy đội hình bày ra của phe Dương Xuân, sắc mặt của đại trưởng lão Tiêu Lâm Thân cũng có một chút biến hóa. Người đối diện quả nhiên là có thực lực rất mạnh, đè nén kinh ngạc trong lòng xuống, Tiêu Lâm Thân trực tiếp bỏ qua nhóm người Dương Xuân, hướng về phía hai vị người đứng thứ hai của Thanh Long Trang cùng với Tiêu Cục Liệt Dương, nói ra, hai vị huynh đài tiêu gia chúng ta từ khi đi đến Ung Châu Đạo, hẳn là cũng không gợi lên xung đột với Thanh Long Trang còn có tiêu cục liệt dương A, không biết các ngươi đây là có ý gì. Nói đến đây, ngữ khí của tiêu lâm thân cũng là ẩn hàm uy hiếp, nếu như Thanh Long Trang cùng với tiêu cục liệt dương có ý kiến gì đối với tiêu gia chúng ta mà nói, vậy thì hãy tự mình đi gặp gia chủ của chúng ta một lần. Gia chủ tiêu gia tiêu nguyên thần, mọi người đều biết đó là một vị võ đạo tông sư, mà người mạnh nhất của Thanh Long Trang cùng với tiêu cục liệt dương bất quá cũng chỉ là hợp đạo tôn giả mà thôi. Đây mới là chỗ dựa lớn nhất của tiêu lâm thân cùng với tiêu gia, cũng là chỗ kiên kỵ lớn nhất của những người khác. Tối thiểu là lời này vừa được nói ra, sắc mặt của không ít thế lực ở phía đối diện cũng có một chút biến hóa. Trần Tiêm Tiêm thầm nghĩ không tốt ở trong lòng, vội vàng đứng dậy nói, gia chủ tiêu gia. Trần sư huynh của Thuần Dương cung chúng ta, thế nhưng lại rất tưởng niệm quý gia chủ đấy. Tất cả mọi người đều biết rõ, Trần sư huynh ở trong miệng của Trần Tiêm Tiêm, tự nhiên là người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương cung Trần huynh địch. Ý niệm tới đây, một số người lộ ra vẻ khiếp sợ nhất thời ưỡn thẳng sống lưng, một lần nữa trở nên hưng phấn. Đúng a, à, các người có võ đạo tông sư? Chúng ta bên này cũng có người hành tổ trong thiên hạ của thuần dương cung, chỉ cần dựa vào cái thân phận này, chẳng lẽ còn có thể kém hơn các ngươi hay sao? Thấy bầu không khí biến hóa, tiêu lâm thân há miệng còn muốn nói gì đó, bất quá lời còn chưa dứt, một thanh âm liền giáng xuống từ trên trời, mang theo áp lực ngập trời cuốn tới. Người hành tẩu trong thiên hạ, hư, đừng nói là người hành tổ trong thiên hạ, coi như hắn là cung chủ thuần dương cung, bất quá cũng chỉ là một vị hợp đạo tôn giả làm sao có thể diệt tiêu ra chúng ta làm sao có thể so sánh cùng với ta ngoặc kép một thân ảnh mặc áo bảo đen chậm rãi đi ra từ bên trong tiêu thành theo thanh âm truyền đến áp lực thuộc về võ đạo tông sư ngập trời chính là ép về phía bốn nữ giống như là một tòa thái cổ thần sơn ở những chỗ áp lực bao trùm ngay cả là mặt đất cũng đều xuất hiện khe hở mà dùng mắt trần cũng có thể nhìn thấy, bốn nữ càng là chủ yếu nhằm vào đối phương. Quả nhiên đã xuất hiện, gia chủ tiêu gia, tiêu nguyên thần. Khí tức võ đạo tông sư vừa hiển lộ, liên quân võ lâm ung châu đạo trước đó còn tản ra khí thế hung hăng lập tức sụp đổ một nửa, đừng nói là hò hét, coi như là ho một tiếng cũng không dám, cho dù là hai người đứng thứ hai của thanh long trang cùng với tiêu cục liệt dương cũng là như thế